cái này ra chuồng gà chơi, ra chơi với lại chung với con USB. Theo các bạn, khi mà sử dụng những món đồ công nghệ như là PC, laptop hay thậm chí là điện thoại thì các bạn sẽ sợ gặp vấn đề nhất. Ngoài cái vấn đề về giật lag ra đi, thì mình nghĩ là một cái vấn đề mà khi nói ra thì ai cũng phải sợ, đó chính là hết dung lượng. Vậy thì khi hết dung lượng chúng ta sẽ có những cái cách làm nào? Thì chúng ta sẽ có 3 phương án. Đầu tiên, xóa bớt dữ liệu đi. Cái cách làm này thì khá là đau lòng ha. Cái thứ hai, với cái cũ mua cái mới. À, ok, bạn giàu thì bạn có quyền, còn mình nghèo mình không có làm được cái điều đó, nên mình sẽ chọn cái thứ ba, đó chính là nạp thêm dung lượng. Đây là cách mà khá là nhiều người đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Thì đối với những cái món đồ công nghệ cao cấp, chẳng hạn như điện thoại iPhone ấy, thì họ sẽ có một cái bộ lưu trữ đám mây, các bạn có thể gọi đó là iCloud. Còn đối với những cái bộ PC hay laptop thì sẽ như thế nào? Ok, mình sẽ cho các bạn 3 option. Option đầu tiên là các bạn có thể sử dụng USB. Option thứ hai, các bạn sẽ sử dụng ổ cứng phía bên ngoài, chẳng hạn như là HDD box hay là SSD box. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái ổ cứng onboard nữa, onboard thì các bạn sẽ sử dụng cũng là HDD với SSD. Và video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề này nhé. Let's go. Rồi, trước khi mà đi sâu vào vấn đề thì mình xin phép được nói sơ qua một chút thông tin về ổ cứng bên trong. Là ổ cứng bên trong bao gồm là SSD với lại HDD đó mọi người. Thì đây cũng là một cách để các bạn có thể nạp dung lượng vào phía bên trong cái bộ PC của bạn, là laptop hay là thiết bị công nghệ của bạn ấy. Tuy nhiên thì nó sẽ thuộc vào nhu cầu của bạn nữa. Nhưng mà đối với góc nhìn của mình ha, thì nó sẽ có hai điểm mà mình không thích. Đầu tiên đó chính là nó sẽ không có cái tính linh động này. Và cái thứ hai, nó sẽ phải gọi là xem xét thử là nó có bao nhiêu cổng và nó cắm được bao nhiêu cổng ở phía trên cái bộ PC của bạn ấy. Vì thông thường bộ PC của bạn ấy, mỗi man nó sẽ chỉ có một cái cổng SSD mà thôi. Còn nếu các bạn muốn thêm một cổng SSD nữa, các bạn phải nâng lên những cái commander cao hơn nữa đấy. Đó, thì vừa mới xét hai yếu tố đó là mình quyết định là sẽ cho nó đi ra khỏi cuộc chơi ngày hôm nay rồi. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái ổ cứng bên trong á, thì mình có làm một cái video rồi, bấm cái link ở đây để các bạn xem nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay lại cái vấn đề ngày hôm nay, sẽ là cuộc chiến giữa USB với lại là những cái ổ cứng ngoài ha. Để cho mình đây là có 3 loại. Đầu tiên là USB 64GB từ nhà Kingston đây ha. Tiếp theo, các bạn nhìn nó nhỏ gọn vậy thôi đấy, nhưng mà nó là một cái SSD box 500GB nha mọi người, đến từ nhà Transcend. Và thêm một cái đó, một cái HDD box, nhìn nó to đúng không, giống như một cái cục sạc dự phòng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi so sánh về nó ha. Đầu tiên, nói về tính linh động thì chúng ta sẽ có được là con USB này có một cái tính linh động rất là cao ha mọi người, mang đi đâu cũng được, dễ dàng di chuyển. Con này thì nó sẽ không có dây nhựa lằn nhằn gì đâu, chỉ có một cái cổng này cắm vào thôi. Còn đối với những cái box đi, HDD box và SSD box, thì ngoài cái cục này ra nó sẽ có thêm một cổng dây kết nối nữa, tuy nhiên thì không quá đáng kể. Và vấn đề thứ hai đó chính là về cái dung lượng ở trên giá thành. Thì với những cái con USB nha mọi người, thì nó sẽ chỉ có một cái mức dung lượng phổ biến là khoảng tầm từ 32GB cho đến khoảng tầm 128GB là phổ biến thôi. Còn đối với cao hơn á, thì giá của nó cực kỳ chát luôn á mọi người. Mình sẽ để ví dụ các bạn thấy ở đây. Còn đối với lại là SSD box đi, ở đây mình đang dùng một cái con Transcend đi ha. Còn con này mình đang có 500GB nha mọi người, mà chỉ có giá là 1260, 1250, đấy, giá nó khá là rẻ nha mọi người. Và cái con HDD box ấy thì giá nó cũng rẻ hơn, khoảng con SSD box thì khoảng tầm vài trăm thôi, đấy, không đáng kể nha. Một nhược điểm của USB đó là nó sẽ dễ bị mất dữ liệu. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ biết là khi mà các bạn lưu ảnh vào trong cái USB này để một thời gian khá là lâu, các bạn lôi ra đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị mất một vài tấm ảnh hoặc là mất một vài bài nhạc gì đó. Theo tôi, theo không biết các bạn sao, nhưng mà tôi thấy có rồi đó nha. Vậy thì ai sẽ là người dùng USB? Mình thấy là đơn giản thôi, nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Như mình thì mình sẽ thấy là các bạn sinh viên nè, thì các bạn hay sử dụng để các bạn lưu trữ dữ liệu học tập nè, hay là các bạn mà làm về kiến trúc đồ họa hay kiểu đi gặp đối tác xong rồi đưa bản thảo các thứ cho đối tác thì đây, sử dụng cái này là hợp lý. Và nói gì cho xa, ngay cả những anh kỹ thuật mà đang làm tại Mega Technology thì cũng sử dụng những con USB này để mà cài Win cũng như là cài những phần mềm cơ bản cho những cái bộ máy mà khi tụi mình lắp xong ấy để bàn giao cho khách hàng đó. Nói tóm lại, con USB này sử dụng cho các bạn nào mà không muốn có một dung lượng lưu trữ quá là nhiều, nhu cầu của bạn không được chừng đó, và kinh phí của bạn không cho phép, thì đây chính là dành cho bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua tìm hiểu về SSD box và HDD box. Let's go. Rồi các bạn lưu ý nhé, ổ cứng gắn ngoài thì nó cũng sẽ tương tự như ổ cứng gắn trong. Thì cũng là các bạn có nhu cầu về dung lượng cao nhưng mà ít tiền thôi thì các bạn sử dụng HDD. Còn nếu mà các bạn mà dư dả hơn nhưng mà các bạn cần một cái tốc độ cao kinh khủng thì cứ SSD dùng cho mình. Ở trong những năm gần đây thì có sự thay đổi một chút về
gọi là khoảng cách giữa hai con này. Nói chung là giờ cùng một dung lượng nha, mà con SSD nó chỉ cách cái con HDD là mắc hơn thôi, khoảng tầm vài trăm ngàn thôi như các bạn thấy ở đây. Nhưng mà nó có nhiều sự thay đổi lắm mọi người. Nói chung là SSD luôn có sự thay đổi lên, còn HDD thì mình thấy nó vẫn dậm chân tại chỗ nha. Điển hình như trên tay mình đây là con SSD đến từ nhà Transcend đi. Thì khi mà các bạn vừa bước vào cửa hàng, các bạn nhìn vào là các bạn thấy nó không giống như một cái ổ cứng chút nào cả, nhìn giống như một cái kiểu cục pin dự phòng cho những cái máy quay lớn lớn ấy. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn cầm lên thì nó lại càng không giống với lại là cái pin nữa, vì nó nhạy cực kỳ, chỉ 35g thôi, và đá mấy con HDD box như này ra viền gà là có thật nha mọi người. Vậy nên thêm một cái nữa là các bạn nhìn những cái con HDD box đi, đấy, nhìn những cục sạc dự phòng đó mọi người, làm nhỏ cỡ nào nó cũng phải như có hình dáng như vậy, chứ không có như này nha mọi người. Để mình gỡ ra cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn nhé. Này là SSD nha, cái này là cái HDD box nha mọi người. Đấy, sự khác biệt chưa? Nói chung là nói về sự liên động á, thì chắc chắn là 100% là cái con SSD này nó sẽ chiến thắng. Thực ra nếu mà ví dụ các bạn mang laptop đi cà phê các thứ để mà làm việc các thứ, các bạn đeo cái này thì chắc chắn nó sẽ gọn nhẹ hơn rất nhiều so với lại cái HDD này, đúng không? Thêm một cái nữa cực kỳ tiện, hiện đại thì mình đang sử dụng hai bộ PC, một bộ PC là ở nhà, với lại là một cái bộ PC là mình để ở công ty ấy. Thì những cái lúc mà công việc của trên công ty mình chưa xong ấy, thì mình sẽ copy hết tất cả mọi dữ liệu ấy vào trong cái này, xong mình rút ra mình đem về nhà mình cắm mình việc sử dụng thôi. Ngoài ra thì các vấn đề liên quan đến việc edit video hay là làm thiết kế đồ họa hình ảnh gì đó thì con này nó có thể đáp ứng được. Ngoài ra chơi game cũng được nha mọi người. Mọi người chỉ cần tải Steam ở hai máy khác nhau, sau đó mọi người cài đặt thẳng game vào trong cái box này, trong cái SSD này. Nhưng mà mọi người phải nhớ là lưu luôn cả cái save locate save vào trong cái này. Thì khi mà các bạn chơi ở máy ở nhà xong, các bạn rút ra rồi các bạn lên công ty, các bạn cắm vào, các bạn vào Steam và các bạn chơi bình thường, không có vấn đề luôn, gọi là chơi tiếp tục được luôn ấy, không kiểu xảy ra bất kỳ cái tình trạng lỗi nào cái thứ luôn á. Cái này ra chuồng gà chơi, ra chơi với lại chung với con USB. Rồi giờ mình sẽ nói tiếp về con Transcend này nhỏ gọn. Vậy nên là các bạn có thể làm thêm bất cứ thứ gì mà các bạn muốn, ví dụ như là con này có một cái đặc điểm để mình lấy cho các bạn xem nhé. Khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng thèm thêm hai sợi dây, đó chính là một sợi là từ USB-C, con này là đầu USB-C ra USB-A, và thêm một cái dây C2C nữa. Cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn có thể tối ưu như vậy nè, các bạn có thể kết nối được với lại là tất cả những cái thiết bị nào mà nó hỗ trợ cho mọi người. Ví dụ như là các bạn có thể kết nối được với iPhone 15 nè, iPhone 15 mới ra ấy, thì nó có cái cổng Type-C, vậy các bạn có thể cắm trực tiếp vào để các bạn quay phim cái mà 4K ở trên điện thoại ấy, thì nó sẽ ăn dung lượng rất là nhiều, thì các bạn có thể chuyển trực tiếp vào đây luôn. Hoặc là các bạn có thể cắm vào trong cái máy ảnh của bạn, cái camera ấy, thì khi mà các bạn quay thì tất cả những cái gì đó các bạn nó sẽ đều đưa dữ liệu vào đây, các bạn không cần phải nhớ ở trên cái camera nữa, ok chưa? Ngoài đó các bạn có thể cắm vào PC, laptop gì đó tùy ý các bạn. Nhỏ gọn, xinh xắn, dễ thương và có thể làm được việc nha mọi người. Vậy nên mình recommend cho các bạn một cái em SSD ngoài đến từ nhà Transcend này, 500GB như mình đang nói lúc nãy là 1.250.000, còn nâng lên 1T thì giá chỉ khoảng tầm, nói chung là dưới 2.000.000 cho mọi người nha mọi người. Với mức giá như vậy thì còn chần chừ gì mà không tạo em này nhá. Và hôm nay thì cũng đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Cảm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see ya, peace.